Hồi xưa, khi rừng đất U Minh mới được khai phá, các thức đặc sản ở đây rất nhiều. Trong một lần, tao, tức là bác Ba Phi đây, đi bắt dợp về làm món ăn cho đỡ ngán. Đang nghĩ tới chuyện bắt dợp, thì dưới bờ kinh, một bầy khỉ hàng ngàn con truyền trên giặc mắm rừng như có dông tới. Thấy bầy khỉ đi qua đầu, tao nép mình dưới bụi cây đứng coi. Tới bìa rừng, bầy khỉ tuột xuống đất. Con khỉ cầm bầy, bẻ một nhánh đước, rồi bỏ xuống bãi. Thấy con dợp nào há miệng thở thì lấy ngay nhánh đước, chêm ngay miệng để con dợp không kịp hớp miệng lại được. Rồi thì thò tay vào, móc thịt dợp ăn ngon lành. Thấy con khỉ cầm bầy khôn vàng may, tao liền nảy ra ngay ý định bắt nó về nuôi đặng sai giặc. Con khỉ càng lớn bụng càng khôn lại biết nghe lời. Nó biết phụ pha trò, bưng cơm cho tao ăn. Nó còn phụ giữ trâu với thằng cháu của tao. Trong một lần giặc càn, máy bay bỏ bom tùm lum, con khỉ sợ quá bỏ đi mất tiêu. Đến 4 ngày sau nó mới về. Khoảng đâu chừng tháng sau, tao được thư của mấy thằng tiểu đoàn U Minh mời vô liên hoan mừng thắng trận, với lời phụ chú nhớ dẫn theo con khỉ. Tao nghĩ nát óc, cũng không hiểu căn nguyên do đâu mà đi dự tiệc còn dặn mang theo con khỉ, đành cứ dẫn nó theo. Ngồi chưa nóng ghế, cậu cán bộ phụ trách thi đua đã tìm tao, hỏi họ hỏi tên của con khỉ để ghi vào giấy khen. Úi trời đất, thiệt không mày? Thiệt chứ bộ giỡn sao bác? Cậu cán bộ phụ trách trả lời ngon ơ. Sau liên hoan, ta tìm đến tiểu đoàn trưởng hỏi cho rõ đầu đuôi. Thì ra con khỉ của tao có công giúp bộ đội bắt tù binh. Số là vậy. Sau nhiều lần giặc đổ quân càn bị thua xỉn niễn, tụi lính ớn ợn không dám đi càn nữa, mà chỉ dám cho máy bay quanh kích bậy bạ để gỡ ghẻ. Nào ngờ bị tiểu đoàn cao xạ bắn trả rớt mấy chiếc. Có thằng phi công nhảy trốn trong rừng, dân quân du kích tìm miết không gặp. Khi đó thằng phi công núp trong đám chòi, nó lấy đồ hộp khui ra ăn, rồi khui bia lon ực ngon lành. Nhằm bữa đó, con khỉ tao bỏ nhà đi rình coi, thấy đã quá nên chờ thằng phi công ngủ sai, ngủ quên, nó bò xuống kiếm thịt ăn và khui bia uống cho sướng. Chẳng dè thịt hộp bia lon nó không lấy, lại vớ trái lựu đạn rồi đưa tay vô nhíp định rút. Bất ngờ thằng phi công tỉnh giấc, thấy đã rút chốt lựu đạn, nó hoảng hồn co giò chạy trối chết. Nó mang toàn ten hộp thịt nên con khỉ tiếc rượt theo. Chạy gần xế chiều thì lọt vô đúng ngay mũi lùn sục của tiểu đoàn. Thấy cảnh tượng như vậy thì ai nấy lăn ra cười. Cuối cùng thằng phi công bị bắt. Không uống được bia, con khỉ tức giận chọi lựu đạn xuống sình. Chờ hoài không thấy nổ, nó mới biết lựu đạn lét.